Xin chào cô bác cô chú, con đi học. Con đi học hả? Bữa nay trời nắng đẹp quá chừng ông bà cô chú ơi. Em Chi em đứng ở trong nắng cái mặt em vàng khè luôn nè. Kim quay phim thế này, ở trong video lúc nào ở nhà Kim cũng nói là sao thấy nó bự mà lúc mà về quê á, nhìn nhỏ xíu vậy. Bây giờ là nhìn nhỏ nè ông bà cô chú. Nay Kim mới mua cái áo này giống như cái áo mưa ha, nó mỏng mà nó cũng giữ được ấm á. Em thấy em mặc liền, hôm nay mặc vào trời nắng. Đây trời nắng đẹp hả Chi hả? Cái da mặt của Chi nó, cái da mặt của Chi nó đẹp ghê ta. Mặt Chi đẹp quá. Xin chào, come back, come to morning everybody. Here I am in Amsterdam, a different hotel this week. Just a little show of the room. Bed, TV, the lamp, small table, the shower, and the toilet, and a place down the end for some clothes, wash basin. Have a good day, everybody. Xin chào, come back, go to. So I'm now at the office. Here's my office here. A meeting table. Map of the world, a whiteboard, a office desk, small plant, a golf clubs, desk. Have a good day, everyone. Cô chú em Chi đã đi học về rồi nè. Hôm nay trời nắng đẹp 20 độ hả mọi người. Cho nên Kim dẫn em Chi ghé cái quán bar gần trường Chi luôn, cái nhà hàng ở gần trường, cho em Chi ăn kem nè. Kim cũng có một cây kem nữa. Đây. Và phía ngoài này, ở bên đó là bên trong ha. Phía ngoài ngồi nè cô chú anh chị. Đây, lý do mà Kim vô đây là ở đây ha. Có cái khu trò chơi cho mấy bé nè, cho em Chi ở đây chơi. Rồi chị mở cặp ra đi con. Chào ông bà cô chú chưa? Chị chào ông bà cô chú chưa đi học vậy chưa? Chào con bà cô chú con đi học về rồi. Rồi con ngoan. Rồi để cặp đó đi. Ngồi ăn xong rồi chơi. Kim có cây kem, Kim thích ăn cái kem có cái bánh này nè. Còn em chưa thì lúc nào cũng ăn cái chén này. Chị không thích cái bánh này hả? Không. Người ta thường thường ai cũng thích cái bánh này mà em chưa không thích. Ok. Trời nắng mà cái ghế này nóng này, cái mới để tao xuống giật mình luôn. Ít bữa em đi mua dâu gì làm cam dâu. Đổ con. Mà cam dâu cho chị ăn. Kem này nó béo, quá trời béo luôn á mọi người. Ngon không chị? Cái kem lemon mình nó ngon không? Chanh chanh. Kem nó vị chanh thì nó không ngọt quá, nó không quá ngọt. Nó dễ ăn hơn. Còn cái kem này nè là nó rất là béo luôn cô chú anh chị, nó béo mà nó ngọt nữa, ngọt quá. Mà trong đây có dâu tây với lại mâm xôi. Có caramel nữa cho nên là nó ngọt. Một cây kem này là 3 đồng cô chú anh chị, là 60 ngàn. 90 ngàn một cây kem. Hai cái này đều bằng giá hết. Cái ly của ông Chi cũng 3 đồng luôn, 90 ngàn luôn. Tính ra như vậy là rẻ đó mọi người. Tại vì ở trong cái này kiểu như dạng là cái nhà hàng cũng lớn cũng rộng mà. Mà 3 đồng là rẻ. Đi ra quán cà phê bên ngoài hôm bữa Chi nó ăn 3 đồng mấy một cây lận. Cái quán cà phê có chút xíu mà còn mắc hơn cái này nữa. Mà kem không ngon bằng như vậy. Mà ít kem hơn nữa cô chú anh chị. Hello Chi. Nóng quá hả? Phiêu.
Em có mua cái quần kiểu như cái quần bó ôm ở bên trong cho em chi mặc nè, tuột đỡ nóng mông. Chị không có đứng té con nha. Trời ơi coi bà đứng kìa, đi xuống không được, cái mặt là chết luôn. Ngồi chứ sao con đứng vậy nè, chúng như nhưng mà người ta làm nhưng mà con không có làm, con té đó. Còn nó không nghe, thấy chưa, nó ừ, nó chơi kìa, nó chơi kìa, dễ sợ thì chứ. Rồi. Chị không có ba lần là chị té đó nha. Có em bé chưa leo hàng rào vô chơi. Em Chi đang có bạn học đến. Một là một bé trai, bà con chú em đang chơi với em Chi. Bây giờ có thêm mấy bé nữa, nít ở đây nhiều quá, Kim không dám quay mọi người. One, two, three, go. Woo! I'm coming. You can't chase me. Chóng mặt quá. Làm giỏi cho kìa. Ok. One, two, three, go. Chị sợ đâu cao mà bữa nay chị dám chơi đó, mà cô chú thường thường chị không dám chơi cao vậy đâu. Nó cần giờ này nó đi học gymnastics xong nó dạng hơn nè. Giờ đi về nè ông bà cô chú ơi, chị đi bộ vậy hả? Đi bộ nổi không? Bộ nổi không? Ông Chi nói là đi bộ vậy nè ông bà cô chú ơi, để xem ông Chi đi được tới đâu ha. Đi bộ đi đường tắt qua chỗ cái cầu này nè, cái cầu này đi qua bên cái giống như cái cầu vượt đi qua cái đường ray xe lửa đó cô chú anh chị. Đi con. I mean, they are bad kids, hay sao? Hai cái bạn trai và một bé gái chắc cũng cỡ 9-10 tuổi gì đó, 11 tuổi gì đó mà rất là quậy không bà cô chú. Cầm hai cái súng nước, cái súng mà có nước, mà súng cho chơi chứ. Đây. Hai cái bé trai và một bé gái. Hai bé trai thì cầm hai cái súng, cái bé gái thì đứng cũng đi theo, chạy theo mà cười nữa. Có nghĩa là rất là hỗn hào luôn đó mà cô chú. Rất là hỗn hào mà nói chuyện với một cái ông cụ khoảng 70 mấy tuổi. Mà bắn súng vào ông cụ đó, bắn nước vào ông cụ đó. Và dùng những cái từ ngữ rất là khó nghe, dùng những cái từ kiểu tục đó. Xong rồi ông cụ đó, ông cụ kiểu như ông cụ cũng nóng tính đó. Xong rồi cái ông cụ dí theo, thì lớn tuổi rồi mà đi còn không muốn vững nữa, dí theo cái bé đó, tại vì cái bé trai đó cứ cố là bắn nước vô cái mặt, mà vừa bắn vừa chửi. Ông cụ dí theo thì té té nhào lộn luôn mà cô chú. There's no people. Mm. I want them to both hit the money back. Mm, you shouldn't do that to the old people, isn't it? That mean that not nice. Chị đừng bao giờ làm như vậy nha chưa. Mm-hmm. Mm. Not doing that when I'm big, I don't even want to.
Đúng rồi, vậy là không có ngoan con. I just want to be nice and help people. Đúng rồi, giỏi. Chị nói là con chỉ muốn giúp đỡ mọi người và ngoan và đối xử tốt với mọi người thôi, chứ sao không bao giờ làm vậy. Chị giỏi quá. Chị muốn đi xe đạp á hả? Em Chi hôm nay giỏi không nè, mà cô chú em Chi đi bộ vậy nè. Chị nhìn mẹ ơi, Chị mệt không? Mệt hả? Mẹ thấy đâu có mệt gì đâu. Mệt không? Mệt quá hả? Rồi đi xích vô xe, đừng đi ngoài con. Mới có nửa đường thôi đó mà cô chú ơi, mà kêu mệt rồi nè. Còn nửa đường nữa lận Chi à? Chị đi nổi không? Nhanh lên con à. Đây có mấy cái bông xoài quá trời nè mà cô chú. Bông xoài này cô chú anh chị nhiều lắm. Đi. Đi Chi. Mà bông xoài này, bông xoài này mới mốt nó nhỏ nhỏ thôi mọi người. Trời ơi trời nắng, người ta chạy xe máy thấy ghê không? Chạy xe máy à? Đi, đừng đụng cây này con. Xe máy không à? Thấy ghê. Cái đoạn đường này là lúc trước á, có một cái xe máy đi cái hướng này lên nè. Một cái xe tải đi đầu kia xuống, tông nhau là cái người lái xe máy chết luôn á mọi người. Lúc trước là ở đây cây cối tùm lắm. Bây giờ trong vòng một năm nay đó, là chỗ này lúc nào cũng dọn hết trơn á. Cây cỏ nó chỉ ra ngoài đường là dọn hết, còn bên đây là không có dọn. Do cái cua ngay chỗ này nè, cho nên ta dọn cỏ hết. Em Chi hái hoa bắt bướm nè bà con chú ơi. Ở này giống cây xoài quá. Cây gì không biết, cây trái gì. Rồi đi Chi à. Chi đã đi học về rồi hát của chú anh chị. Thì Kim làm đồ ăn tối cho Chi. Kim có ướp cánh gà rồi, cánh gà Kim ướp với cái gia vị nướng á mọi người, thịt nướng á. Kim ướp từ hồi trưa rồi, giờ về nướng bằng cái nồi chiên không dầu nè. Nãy giờ Kim để Kim bật cái nồi chiên không dầu lên cho nóng trước.
Mấy ông khoác mặt chưa? Hai mẹ con Kim bữa nay ăn vậy thôi hả cô chú anh chị, xà lách tôm. Xà lách tôm này là có nước sốt cocktail hả mọi người. Cánh gà nướng với cái bánh này nướng nè. Cái bánh này thì cũng giống như bánh mì vậy đó, cũng có tinh bột trong đó đó cô chú anh chị. Chứ không có ăn cơm. Bữa nay cũng không làm khoai tây luôn. Chú muốn ăn bắp đó nữa hả? Hả? Chị muốn cái gì? Rồi chị lấy muỗng nĩa đi. Xin chào con bà cô chú. Xin mời ông bà cô chú ăn với chi đi. Xin mời ông bà cô chú. Xin mời ông bà cô chú ăn với con. Ăn với con. Xin mời cô chú anh chị nha. Cánh gà nướng ha mọi người. Bánh với lại salad, để mẹ trộn salad này lên. Để mẹ trộn lên mẹ gấp cho. Chị muốn cái bắp đó đúng không? Không. No. Xà lách, cái xà lách này lâu lâu ăn một lần mọi người, tại vì nó béo béo, cái sốt này nó béo béo ngán. I had to a long one too. Ngon quá chưa? Uh-huh. Thơm quá. Cánh gà kia ướp từ trưa rồi, cho nên là nó thấm nhiều gia vị ăn ngon. Now we are playing with Ella. And the rest of the kids with Harry like Jack. I wanted to be the sister and Harry wanted and Harry pretended it was my birthday at school. Thích ăn cánh gà đúng không? Uh-huh. Cánh gà này mà ướp này ngon đúng không? Nướng này ngon không? Chicken is best. Mốt mình làm gì nữa ha? This chicken is better. Kim ở với bà chị riết rồi, sống với bà chị riết rồi ít ăn cơm mọi người. Hồi lúc mới qua đó mà ăn không có cơm mới là thấy đói ha, cồn cào. Nhưng mà bây giờ ăn biết cũng quen á. Bây giờ một tuần Kim nấu cơm ở nhà khoảng 2 lần thôi. Ăn cơm khoảng 2 bữa là nhiều hết cô chú anh chị. Chi mà ví dụ như ngày nay mà ăn cơm là ngày mai ăn nữa chi không ăn. Chi nghe. Chi không thích ăn cơm hoài cô chú anh chị. Ba chi cũng vậy. Cẩm này ăn cũng được nè, nguội rồi nè. Thịt thơm. Bây giờ Việt Nam Kim có mua cái gói gia vị mà ướp thịt nướng á cô chú anh chị. Kim ướp vô xong rồi Kim cho vô thêm mấy muỗng dầu ăn nữa. Nó thấm vô, nó làm cái thịt của mình nó không có bị khô mọi người. Mặc dù bên ngoài là nó vàng nó giòn hết nhưng mà bên trong vẫn còn cái độ mềm á, giống như là juicy, là có giống như mềm nước nè, ngon lắm, không có quá khô. Chứ kẹp thịt cho ta ăn á hả? Ngon quá ta, giống bánh mì quá, kẹp kẹp dưa leo gì nó ăn ngon lắm. Chứ sáng tạo rồi ta. Đúng rồi, mình kẹp bên thịt vô cái kẹp dưa leo vô cái mình làm giống như bánh mì thịt Việt Nam. Chơi ha. Ngon. Thích ăn vậy hả?
Chế kỹ kìa. Làm chút mẹ làm. Chồng Kim với mẹ chồng Kim mà không thích ăn cánh gà, không thích ăn xương. Ba chồng Kim với Kim là ăn giống nhau mọi người. Mẹ ăn rất thích Kim. Bữa đi cái shop Việt Nam á, ăn món gì đó là ba chồng Kim kêu cánh gà, giống như là cánh gà mà chiên bột với cô chú anh chị. Chiên mà giống như một áo, một cái lớp bột rất là mỏng bên ngoài, nướng lên cũng giống giống như vậy nè. Ba chồng Kim rất là thích luôn, chỉ có hai cha con ăn. Now, I thought school tomorrow. Can you buy my chair? I mean, can you build my chair? If I don't see a build, we need to build it tomorrow. You feel ngoan không đã? Rồi nó bay vô nhà anh kìa, à, kìa chứ nghe. That's why the windows and doors are open. Tại mẹ nấu ăn nó khói nhiều thì còn phải mở cửa ra để hỏi nhà nó thú quá sao chị. That's why it's you every day. Thank you.